Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của bác sĩ Duy Quang Mùi. Hôm nay tôi muốn tiếp tục chia sẻ về vấn đề cách sử dụng và hiệu quả của omega 3, 6, 9 cũng như là sâm, adipose, platinum và cuối cùng đó là tảo sắn hay là tảo nhật có tên là spirulina. Chúng ta đều biết tất cả những sản phẩm ở trên rất là thông dụng trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để chúng ta dùng một cách đúng cách cũng như là hiệu quả thì chúng ta nên tham khảo theo những nội dung sau đây từ các khuyến cáo của thế giới và trong nước, trong và ngoài nước. Đầu tiên đó là omega 369. Đây là những dạng axit béo không no hay là axit béo không bão hòa. Đây là những vitamin rất cần thiết để trong cơ thể chúng ta mà chúng ta không thể tự tổng hợp được, chẳng hạn như là omega 3 và omega 6. Vậy hàm lượng bao nhiêu là đủ cho cơ thể chúng ta? Theo khuyến cáo của Hoa Kỳ, của FDA, thực phẩm và chế biến về thực phẩm và thuốc Hoa Kỳ thì khuyến cáo cứ một ngày một viên là chúng ta sẽ là đủ. Như vậy thành phần trong đó là như được phân bố như thế nào? Nếu omega 3 và omega 6 cũng như omega 9 một thành cấu tạo thành một viên thì tỷ lệ là 2:1:1. Đây là tỷ lệ cung cấp đầy đủ về thực về axit béo không bão hòa cho chúng ta. Vai trò của omega 3 6 9 như thế nào? Đây là những axit béo không no hay là chất béo không bão hòa cung cấp để tạo màng tế bào tăng trưởng sinh sản trong cơ thể chúng ta. Ngoài tác dụng tăng cường sinh trưởng về tế bào thì omega có tác dụng tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe chúng ta cũng như tăng cường về thể lực cũng như thể chất. Và omega cũng ngoài ra bên cạnh đó điều hòa về huyết áp, ổn định về mỡ trong máu cũng như là ngừa biến cố về tim mạch. Bên cạnh đó, omega cũng giúp cho vấn đề điều hòa về vấn đề đường máu, về nội tiết, một số bệnh nội tiết. Và đặc biệt omega 3 có thể ngăn ngừa một số bệnh lý về ung thư. Tuy nhiên vấn đề này cũng đang nghiên cứu thêm. Như vậy chúng ta thấy rằng omega 3 là cũng như omega 3 6 9, đây là những axit béo rất cần thiết mà chúng ta nên dùng hàng ngày. Nếu chúng ta có dùng thì dùng một viên mỗi ngày. Và nếu chúng ta có liều lượng cao hơn thì tùy theo chế độ cũng như là bác sĩ dinh dưỡng sẽ tư vấn cho chúng ta. Vậy tác dụng phụ như thế nào? Trong omega 3 6 9 hầu như không tác dụng phụ. Nếu chúng ta có thể dùng lúc đầu cảm giác ngái mùi hôi từ cái dịch mùi cá hoặc là chúng ta cảm giác buồn nôn mài nôn thì những triệu chứng này cũng sẽ thoáng qua. Và hậu quả như thế nào nếu tác dụng phụ thì chúng ta biết rằng khi chúng ta xài omega thì có thể tăng vấn đề đông máu, cho nên nói những trường hợp mà chúng ta đang dùng warfarin tức là những thuốc tăng làm loãng máu thì chúng ta cẩn thận nên dùng omega 3, còn những trường hợp khác đa số chúng ta có thể dùng một cách bình thường. Vấn đề thuốc thứ hai đó là nhung hay là sâm nhung adipose platinum. Để sử dụng chất thuốc này, chất tăng cường sức khỏe này, chúng ta phải để ý trước khi tìm hiểu chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải tìm hiểu sâu về vấn đề testosterone. Trong cơ thể chúng ta, testosterone đây là một hormone của nam giới rất quan trọng được tiết ra từ tinh hoàn và một phần ở tuyến thượng thận, giúp cơ thể chúng ta tăng cường sức khỏe, tăng cường tính nam giới, tăng cường sức cơ cũng như là tăng cường mật độ xương. Khi chúng ta lớn đi và già đi thì nồng độ testosterone giảm dần. Nồng độ testosterone cao từ tuổi thanh thiếu niên, sau đó cố định và tới tuổi 30. Sau 30, nồng độ testosterone giảm dần và từ 40 trở đi thì mỗi năm sẽ giảm 0,4%. Testosterone được điều hòa như thế nào trong cơ thể chúng ta? Chúng ta biết rằng khi nồng độ trong máu chúng ta testosterone đạt ngưỡng bình thường thì kích thích ngược trở lại về trong vỏ não, vùng dưới đồi và tuyến yên, làm cho những vùng này kích thích xuống tinh hoàn và từ tuyến không sản xuất thêm. Ngược lại, testosterone khi trong máu giảm đi, tức là nhu cầu sinh dục chúng ta giảm đi, thì lúc đó nồng độ máu trong cholesterol bị thấp thì sẽ kích thích não bộ cũng như là vùng dưới đồi tuyến yên, kích thích tinh hoàn và từ tuyến thượng thận tiết ra testosterone. Đây là một chu kỳ mà có tính chất phết bách. Như vậy khi chúng ta bị giảm testosterone, chúng ta có nên dùng testosterone uống hay dạng chích hay không, vân vân.
Để điều này chúng ta rất cẩn thận vì lưu ý thứ nhất, khi chúng ta dùng testosterone mà chúng ta tự dùng, thì testosterone khi vào trong máu sẽ kích thích ngược lại não bộ là vùng dưới đồi và tuyến yên, làm cho tinh hoàn chúng ta không sản xuất nữa, cũng như là tuyến thượng thận không sản xuất nữa, và về lâu dài tinh hoàn sẽ bị teo đi. Điều này rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta không được tự ý dùng những sản phẩm hoặc là những chất mà có testosterone tổng hợp. Làm điều này chúng ta rất cẩn thận, chỉ trừ trường hợp đặc biệt bác sĩ chuyên khoa về nam sinh, tức là những bác sĩ chuyên ngành thì mới được dùng cho trường hợp chúng ta. Nếu trường hợp chúng ta mà khi xài lâu về còn biến chứng gì không, ngoài biến chứng teo tinh hoàn thì có thể ra hiện tượng phì đại tiền liệt tuyến, thậm chí ung thư tiền liệt tuyến. Do qua đó chúng ta thấy là khi chúng ta có hiện tượng giảm testosterone, chúng ta không được tự điều trị và chỉ được tham vấn bác sĩ chuyên khoa về niệu khoa, bác sĩ nam học sẽ tư vấn cho chúng ta. Như vậy thì những sản phẩm mà không chứa testosterone nhưng mà tự tạo testosterone trong nội sinh là như thế nào? Chúng ta để biết rằng những sản phẩm đó là những sản phẩm chẳng hạn như là Sum Adipat Platinum. Đây là những sản phẩm được sản xuất từ những công ty Hoa Kỳ. Và những sản phẩm này có tác dụng kích thích trong nội tại chúng ta tiết ra testosterone nội sinh. Điều đó là cơ thể chúng ta không phải chúng ta trực tiếp đưa vào testosterone mà kích thích hệ thống cơ thể chúng ta tiết ra testosterone nội sinh. Điều này không ảnh hưởng về vấn đề não bộ cũng như là hệ thống thần kinh để điều hòa. Như vậy, chúng ta có thể tham khảo về vấn đề hướng dẫn sử dụng thuốc để chúng ta có thể xài một cách hợp lý về vấn đề thuốc này cũng như các loại thuốc tương đương. Về thuốc thứ ba, chúng ta hay thắc mắc đó là tảo sắn hay là tảo Nhật có tên là Spirulina tina. Đây là loại tảo mà được sản xuất đa số ở Nhật cũng như một số nước. Đây, lúc đầu loại tảo này đang là những tế bào đơn bào được xếp vào thực vật, nhưng sau này khi nghiên cứu về vi sinh vật cũng nghiên cứu về tế bào, người ta sẽ xếp vào những loại vi khuẩn. Loại tảo này sống ở đâu? Chúng thường sống ở nước ngọt cũng như nước biển. Các loại vùng biển và nước ngọt đều có phát triển loại tảo này. Tuy nhiên, các sản phẩm hiện nay trên thế giới cũng như là xuất hiện ở Việt Nam thì đa số những cái tảo của Nhật Bản và tảo ở Pháp, vân vân. Tảo khi chúng ta uống vào thì có tác dụng như thế nào? Đây là một loại sản phẩm dinh dưỡng gọi là siêu dinh dưỡng vì cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta. Ngoài đạm, ngoài chất omega 3 cũng như là carbohydrate là năng lượng, và ngoài ra còn thêm những vitamin cũng như là khoáng chất vân vân. Liều lượng hàng ngày chúng ta có thể xài từ 1 đến 3 gram trên một ngày và tối đa có thể là 10 gram thì cũng chưa có tác dụng phụ. Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý trên bảng sau, cứ một muỗng táo tương đương 7 gram thì gồm những thành phần rất là nhiều, thành phần đa dạng trên bảng. Táo có tác dụng thế nào để trong cơ thể chúng ta? Khi chúng ta dùng táo thì ngoài tác dụng tăng cung cấp năng lượng, dinh dưỡng, các loại vitamin và các khoáng chất, thì táo giúp chúng ta thứ nhất là điều hòa lại mỡ máu cũng như là huyết áp. Thứ ba nữa là điều hòa về đường huyết, cũng như một số trường hợp có thể ngăn ngừa về ung thư. Và đặc biệt, khi dùng táo lâu dài, ngoài việc tăng cường sức khỏe dẻo dai về sức khỏe vận động trong hàng ngày của chúng ta, và có một số trường hợp vấn đề viêm mũi dị ứng hay những bệnh lý khác vân vân. Như vậy, táo có rất nhiều tác dụng phụ ngoài cung cấp năng lượng, dinh dưỡng và còn có phòng ngừa và điều trị một số bệnh. Và trên thị trường chúng ta nên chọn những loại táo nào? Trên thị trường chúng ta có những cái loại tỏi xanh, tỏi nâu, tỏi vàng hay là tỏi xanh của Nhật. Chúng ta tùy theo chọn lựa, chúng ta có thể tùy theo khẩu vị và chọn lựa của mỗi người. Hoặc là những tảo của Nhật, của Pháp, hoặc là những tảo loại ở những nước khác vân vân. Thì đây sau đây là những sản phẩm chúng ta cần có thể tham khảo và sự chọn lựa của quý vị cũng như các bạn tùy thuộc vào mỗi người. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý vị và tiếp tục kỳ sau sẽ tiếp tục chuyên đề về vấn đề các sản phẩm dinh dưỡng khác. Xin chân thành cảm ơn.